quá nhiều điều để nói về trận Derby Hà Nội mà chúng ta chuẩn bị được theo dõi. Gonzalo và Ngọc Duy, những người đã cùng nhau làm nên rất nhiều bàn thắng cho Hà Nội TT trong những năm trước, đang là hai cầu thủ mang bằng đội trưởng của hai câu lạc bộ đối nghịch ở cuộc đối đầu này. Trong suốt những ngày vừa qua thì ban lãnh đạo của câu lạc bộ Hà Nội đã có rất nhiều động thái để trấn an các cầu thủ cũng như là các cổ động viên của họ, và có lẽ là câu trả lời xác đáng nhất sẽ là màn trình diễn của câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng việc chưa ghi được bàn thắng đã khiến cho đội nhà phải đón nhận kết quả bất lợi, và vị trí chót bảng là một trong những vị trí khiến cho Hà Nội TT đã có một khởi đầu tồi tệ nhất kể từ khi họ lên chơi ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Như vậy là trọng tài Trần Đình Thịnh đã nổi còi để cho hiệp 1 của trận Derby Hà Nội ở vòng đấu thứ 3 của V-League được khởi tranh. Sau khi kết thúc vòng đấu thứ 2 của Toyota V-League, các số liệu chuyên môn cho thấy tổng số bàn thắng mà các đội bóng đã cống hiến cho người mộ cho tới thời điểm này là 33 bàn thắng. Số thẻ phạt ở mùa giải hôm nay cũng là một con số khiến cho người ta phải suy nghĩ, thì cho tới thời điểm này đã có tổng cộng là 52 chiếc thẻ vàng và 1 chiếc thẻ đỏ được rút ra. Trong đội hình của Hà Nội TT đã có được sự trở lại của Thanh Hào, nhưng việc vắng mặt Thành Lương trong đội xuất phát cũng là một sự tiếc nuối lớn đối với người hâm mộ của bóng đá thủ đô. Cùng với việc Lorenzano không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu, đó là một pha bóng tỷ đè quen thuộc của Hoàng Vũ Samson, sẽ có phạt góc được dành cho đội chủ nhà. Đây là Ngọc Duy, người mang băng đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội, một cầu thủ có khả năng kiến tạo và có được những đường truyền mang tính đột biến cao trong những mùa giải vừa qua trong áo của Hà Nội TVT. Ngọc Duy và Quốc Long trước khi trận này diễn ra cũng đã có những phát biểu rất cứng rắn về việc họ sẽ chơi hết mình, thể hiện tính chuyên nghiệp trong cuộc đấu với đội bóng cũ. Kể từ vòng đấu thứ 3 thì các trọng tài tại V-League 2016 đã được sử dụng một thiết bị hỗ trợ mới, đó là bình xịt, để có thể tạo ra được sự chuẩn xác trong những tình huống làm hàng rào như là cự ly những quả đá phạt. Quả đá phạt bên phía hành lang cánh phải dành cho đội chủ nhà Hà Nội TVT. Không được. Người vừa thực hiện tình huống sút phạt không tốt đó là Nguyễn Quang Hải. Nhưng đây vẫn là một con số ấn tượng khi mà trong suốt những năm vừa qua thì rất hiếm khi mà người ta thấy là khán đài B của sân hàng đẫy lại có được sự góp mặt của tương đối đông đảo các cổ động viên như vậy. Những quả tạt của câu lạc bộ Hà Nội và phía trong hướng tới vị trí của Morris hay là Trịnh Chí Long vẫn chưa có được hiệu quả. Gonzalo, trọng tài đang để cho đội chủ nhà được hưởng phép lợi thế. Samson, chỉ có một mình Samson ở phía trên khi mà các vệ tinh vẫn chưa kịp băng lên để hỗ trợ anh. Gần 20 phút thi đấu đầu tiên, hiệp một trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội TVT và câu lạc bộ Hà Nội đã trôi qua. Tỷ số trên sân vẫn đang là 0-0. Chưa có một cú sút trúng đích nào được tạo ra. Bóng vừa chạm đầu của Gonzalo, nhưng đó không phải là một tình huống có thể làm khó với thủ môn Tống Đức An. Những tình huống đáng chú ý nhất thuộc về nỗ lực cá nhân của Morris, nhưng nó chỉ dừng lại ở những mức độ là những cơ hội không thực sự rõ ràng. Morris, Hoàng Vũ Samson và Gonzalo. Người bị phạm lỗi đó là Đỗ Hùng Dũng. Không phải như vậy, người đã bị phạm lỗi trong tiếng vừa rồi là Quang Hải. Quang Hải đã từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng và cũng như Ngọc Duy và Quốc Long đến phía đội khách ở chỗ này. Đây sẽ là một cơ hội ngộ nhiều cảm xúc với cá nhân ba cầu thủ vừa được nêu. Người vánh đầu phá bóng là Messi Adro. Samson, bóng được nhồi khá nhiều cho Hoàng Vũ Samson ở bên phía hành lang cánh phải. Tất cả những pha đi bóng của Hoàng Vũ Samson cho tới thời điểm này chưa có một pha đi bóng nào vượt qua được hậu vệ Văn Ngọ.
đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. Tất nhiên đó là đường bóng hướng tới vị trí của Gonzalo. Có khá nhiều những tình huống cố định được dành cho đội chủ nhà nhưng họ chưa một lần tận dụng thành công. Với một bài phối hợp đơn điệu và có thể dự đoán trước, đó là những tình huống treo bóng hướng tới vị trí của Gonzalo. Văn Quyết. Hùng Dũng. Gonzalo. Không kịp. Gonzalo với tình huống đánh gót cho pha băng lên của Quang Hải. Trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội TRT và câu lạc bộ Hà Nội, trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 3 của V-League năm 2016. Tỷ số của hiệp 1 là 0-0 trong một hiệp đấu mà đội chủ nhà phần nào đó đã có được ưu thế hơn trong những tình huống sở hữu và kiểm soát trái bóng. Và tỷ số cuối cùng là 3 đều giữa Sông Lam Nghệ An và QNK Quảng Nam. Trận đấu đánh dấu điểm số đầu tiên của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay. Mùa giải mà họ chủ yếu là những cầu thủ trẻ trong đội hình, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V-League và đã phải đón nhận hai trận thua ở những vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. Rất nguy hiểm. Và bây giờ thì đã có bàn thắng dành cho Hà Nội TRT. Và đó là Gonzalo. Bàn thắng đầu tiên của câu lạc bộ này tại V-League năm nay và là bàn thắng mở tỷ số của trận Derby Hà Nội mà chúng ta đang theo dõi. Lại là một tình huống đá phạt góc. Ba tình huống đá phạt góc ở trong hiệp 2 này là ba lần mà các hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã thi đấu cực kỳ lúng túng. Một lần bóng rồi qua dọc, một lần hậu vệ của đội khách cứu nguy trên vạch vôi. Và bây giờ thì không có gì có thể ngăn cản nổi Gonzalo trong pha dứt điểm cận thành này. Tỷ số được mở cho đội chủ nhà. Người thực hiện những quả đá phạt góc cho Hà Nội TRT trong hiệp 2, Văn Quyết, đã có được những tình huống xử lý rất khó chịu. Những quả đá phạt với quỹ đạo bay khiến cho các hậu vệ của Hà Nội lúng túng và tạo cơ hội rất tốt cho đồng đội ở cự ly gần. Golis Agno không được ông Phạm Minh Đức đăng ký thi đấu ở trận đấu này. Văn Quyết. Lợi thế dành cho đội chủ nhà. Văn Quyết. Quang Hải. Với việc Thanh Hào bị chấn thương, ông Phạm Minh Đức đã phải sử dụng Duy Mạnh ở vị trí trung vệ. Và lúc này thì hàng phòng ngự của Hà Nội TRT là một hàng phòng ngự không được đánh giá cao. Những sự lắp ghép bởi không có được một đỉnh tốt nhất của ông Phạm Minh Đức vẫn chưa đem lại cho người hâm mộ thủ đô một cảm giác yên tâm mỗi khi chứng kiến hàng phòng ngự này liên tục bị chao đảo bởi những đợt tấn công dù chỉ là của một câu lạc bộ như là câu lạc bộ Hà Nội, một đội bóng không được đánh giá cao ở phương diện này. Đó là những pha vợp nhỏ quen thuộc của Hà Nội TRT. Tạt bóng. Quả tạt quá sâu. Đó là quả bóng tạt được thực hiện bởi Quang Hải. Một đội bóng thường xuyên có được kết quả tốt trong những mùa giải V-League quốc gia gần đây, thường xuyên góp mặt trong top 3 nhưng lại có tới 2 trận thua liên tiếp ở hai vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. Trên sân hàng đẫy vào thời điểm này thì khu vực khán đài của các cổ động viên đội chủ nhà Hà Nội TRT đã trở nên rộn rã hơn nhiều. Trong khi đó thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ thi đấu ở lượt trận muộn nhất của vòng đấu thứ tư mà đối thủ của họ trên sân hàng đẫy sẽ là câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Rất nguy hiểm. Vẫn còn sóng gió trước khung thành của Hà Nội TRT. Dứt điểm. Bóng được đưa vào lưới và tỷ số được san bằng một đều. Một đều. Trương Công Thảo là người đã ghi bàn thắng giúp cho đội quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng có được bàn thắng san bằng tỷ số.
Đây là sự vui mừng của các cổ động viên áo hồng. Họ đã bất ngờ có được bàn thắng san bằng tỷ số vào thời điểm này. Chúng ta cùng xem lại cú chơi bóng của hậu vệ Văn Ngọ và nỗ lực liên tiếp của những cầu thủ tấn công để rồi cuối cùng bàn thắng đã được ghi. Trương Công Thảo là người đã ghi bàn. Nhưng đó là một tình huống mà người ta cần phải nhắc tới nỗ lực cứu bóng của Morris. Bàn thắng thứ hai của trận đấu trên sân Hàng Đẫy. Và trận đấu đã quay trở lại vạch xuất phát. Hà Nội TOT đã đánh mất đi lợi thế dẫn bàn của mình từ một pha bóng mà thủ môn Văn Công có lẽ là đã chủ quan với cú treo bóng của Văn Ngọ. Ta cùng xem lại cú chạm bóng đầy nhạy cảm của Trương Công Thảo mang về bàn thắng san bằng tỷ số cho câu lạc bộ Hà Nội. Samson. Victor. Đã có một tình huống đánh nguội. Thẻ phạt là hoàn toàn xác đáng đối với Đại Đồng. Chiếc thẻ vàng thứ hai của đội chủ nhà. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu được dành cho Gonzalo. Ta cùng xem lại pha bóng ác ý của Đại Đồng. Trận đấu trên sân Hàng Đẫy đã bước sang phút thi đấu thứ 85. Tỷ số đang là 1-1. Gonzalo là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà Hà Nội T&T. Và sau đó thì Trương Công Thảo, cầu thủ vào sân thay người của đội khách, là cầu thủ đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số. Đội chủ nhà chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng. Cầu thủ được đưa vào sân là Xuân Nam. Xuân Nam vào sân để thay thế cho Quang Hải. Vào thời điểm này thì Hà Nội T&T đã sử dụng quyền thay người cuối cùng. Khá nguy hiểm. Và nhoài người phá bóng của Hùng Dũng. Quả đá phạt góc bên phía hành lang cánh trái dành cho các cầu thủ khách câu lạc bộ Hà Nội. Người thực hiện là Văn Thuận. Đánh đâu! Bóng chỉ đi cao hơn khung thành của Văn Công một chút thôi. Suýt chút nữa thì đã có được một cú đúp dành cho Công Thảo. Pha đánh đầu ngược của Trương Công Thảo, người đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số cho câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số đang là 1-1 và những nỗ lực liên tiếp của Hà Nội TOT trong phút bù giờ cuối cùng này. Quả tạt của Văn Quyết. Trước đó thì tiếng còi của ông Đình Thịnh đã cất lên. Đã có lỗi việt vị. Và có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc ở tỷ số này. Còn quá ít thời gian. Trọng tài đã căng cờ báo hiệu việt vị với Văn Quyết trước khi cầu thủ này tung ra quả tạt. Như vậy là trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội T&T và đội khách câu lạc bộ Hà Nội, trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 3 của V-League năm 2016. Một trận đấu chỉ thực sự sôi động trong hiệp đấu thứ 2 khi nó cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đáng xem hơn nhiều.
Nếu nhìn vào màn trình diễn của Hà Nội TVT sau khi có được bàn thắng của Gonzalo và trước khi họ để thủng lưới bởi pha lập công của Trương Công Thảo bên phía đội khách, thì nhiều người hâm mộ sẽ phải tiếc nuối khi đội chủ nhà đã không thể tận dụng tốt được những cơ hội sau đó để có được một cách biệt an toàn hơn. Mặc dù vậy thì những nỗ lực không mệt mỏi của câu lạc bộ Hà Nội cùng sự điều chỉnh nhân sự hợp lý của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã mang về cho đội khách một điểm vô cùng quan trọng để giúp cho họ tiếp tục xếp ở phía trên so với đội bóng cùng thành phố sau khi kết thúc vòng đấu này. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 1-1 trong trận derby mà phải sau 4 năm người hâm mộ bóng đá thủ đô mới có thể được chứng kiến một trận đấu giữa hai đội bóng cùng thành phố tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.